Một cô gái xinh đẹp đi gặp bạn trai. Khi tới nơi, cô gái nói, anh ạ, nhiều lúc em cảm thấy tình yêu của chúng mình cứ như chuyện tình Romeo và Juliet đấy. Chàng trai nghe nói vậy, liền kêu lên sung sướng. Thật vậy sao, em thấy lãng mạn lắm phải không? Với gương mặt không giấu được niềm hạnh phúc vô biên. Thật bất ngờ khi cô gái lại không cảm thấy như thế, nàng vẫn vô tư, không một chút tỏ vẻ mãn nguyện khi bắt đầu lên tiếng véo von, không phải giống ở chỗ lãng mạn mà là ở chỗ. Bố của em cũng dọa, giết anh ngay lập tức. Hai vợ chồng đi cùng một cô gái xinh đẹp trong chiếc thang máy nhỏ, người chồng mê mẩn như bị hút hồn, cứ luôn mãi ghé sát vào cô gái gợi cảm trẻ trung. Bỗng nhiên cô gái kêu lên đau đớn và bất ngờ, tát cái bóp vào mặt ông ta rồi mắng xối xả, đồ đê tiện chừa cái thói cố véo phụ nữ trong thang máy đi nhé ông già dây sòm. Lúc ra ngoài, ông chồng không ngừng nhăn nhó với bà vợ đi sau, khổ quá, anh có véo cô ta đâu chứ. Lúc này bà vợ mới thông thả nói, là tôi véo đấy, vì nếu không làm vậy thì không biết ông còn có hành vi nào tồi tệ hơn nữa. Trên một chuyến tàu hỏa, có hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Một người hỏi, chị bao nhiêu tuổi rồi? Người kia đáp lại, tôi chỉ mới hơn 20. Thế còn cô? Bà kia trả lời, em mới hơn 18 tuổi. Có ông khách nghe vậy, liền chạy qua để xem hai cô gái chỉ mới có 18 và 20 tuổi. Sau khi chiêm ngưỡng dung nhan, anh ta bất ngờ ngã lăn quay xuống sàn xe. Hai bà cô không nhịn được, liền kêu lên, anh bị làm sao thế? Anh từ đâu ra thế này? Người đàn ông cố gắng hết sức mới lấy lại bình tĩnh và trả lời, tôi cũng không biết nữa. Chắc có lẽ tôi mới vừa được sinh ra. Một phụ nữ quyết định đi thẩm mỹ viện để trăng da mặt nhân dịp ngày sinh nhật của mình. Bà cảm thấy rất hài lòng về kết quả sau những phút giây chờ đợi hồi hộp. Trên đường về nhà, bà ghé vào một quán ăn và tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon lành. Trước khi ra về, bà tiến tới và hỏi ông chủ quán ăn, ông nghĩ tôi bao nhiêu tuổi? Ông chủ vui vẻ trả lời, chắc bà khoảng 35 tuổi. Người phụ nữ liền nói, ôi, thực ra tôi đã 45 tuổi rồi. Lúc đó, bà cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc. Tại bến xe buýt, bà lại hỏi người đàn ông câu tương tự. Ông ta trả lời, tôi đã 85 tuổi rồi và không còn nhìn rõ nữa, nhưng tôi có thể sờ ngực và nói chính xác được tuổi của bà. Thấy bến xe vắng vẻ, bà nhận lời. Sau khi xong việc thì ông già liền nói, bà đã 45 tuổi. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi lại, thật kỳ lạ, làm sao ông biết vậy? Ông già trả lời, hồi nãy tôi đứng đằng sau bà trong quán ăn kia. Trong một văn phòng, anh giám đốc nói nhỏ với cô thư ký, nếu có cô gái nào tên Phi Phi gọi điện đến thì hãy nhắn lại rằng tôi đến hiệu đồ da để trả tiền chiếc áo da cho cô ta nhé. Cô thư ký lại hỏi thêm, nếu chủ tiệm áo da gọi điện đến thì làm sao? Anh giám đốc nói, bảo với họ rằng tôi đang đi ngân hàng để lãnh tiền và trả nợ. Nữ thư ký tiếp tục hỏi, nếu ngân hàng gọi điện đến thì sao? Viên giám đốc lại nói, bảo với họ rằng tôi và kế toán đi làm thủ tục phiếu chi cho xong rồi tới ngay nhé. Nữ thư ký vẫn còn muốn hỏi tiếp, vậy nếu bên kế toán gọi điện tới thì sao? Viên giám đốc lại bảo, nói rằng tôi đến văn phòng chủ trì cuộc họp đặc biệt quan trọng lắm nhé. Còn nếu văn phòng gọi đến thì bảo vợ tôi có việc gấp nên tôi không thể không đi. Cô thư ký lại thắc mắc, thế còn vợ anh thì bảo rằng tôi vừa mới đi cầu Thượng Đế phù hộ cho bà ta. Nếu Thượng Đế gọi điện đến xin nói với ngài rằng tôi sẽ đi ngay.